Xin chào bố mẹ, mình là Linh. Đây là kênh chia sẻ giáo dục của mình đến để hướng dẫn các bố mẹ và phát triển cho các bé về tư duy, về toán cũng như là tiếng Anh và một số các môn khác nữa mà mình chưa biết được. Và để biết rõ về mình thì sẽ xem ở mô tả dưới đây. Và hôm nay mình hướng dẫn đó chính là bố mẹ và các bé một số các bài giải toán đố dành cho lớp 1 bằng cả tiếng Anh và cả tiếng Việt. Và chúng ta sẽ vào cái bài tiếp theo, đó chính là phần số 2 chúng ta move đến hôm nay, đó chính là cộng bằng cách là thêm số, thêm từng phần. Add by adding or subtract. Chúng ta sẽ nhìn ở trên hình ví dụ như sau để dễ hiểu hơn. Ở đây chúng ta sẽ phải sử dụng phương pháp là hơn kém đấy ạ. Đề như sau: Jordan has 150 stamps. Her brothers give 52 more stamps. So how many stamps does Jordan have now? Tức là Jordan thì bạn ấy có là 130 con tem. Anh ấy bạn cho bạn ấy thêm 52 con nữa. Hỏi là bạn ấy có bao nhiêu con tem? Vậy thì chúng ta sẽ kẻ sơ đồ ạ. À, bạn ấy có 130 đúng không ạ? Anh bạn ấy cho thêm 52 nữa đúng không ạ? Thêm phần nữa đó. Vậy thì chúng ta cũng chỉ cần làm phép tính cộng thôi ạ, để biết được là bạn có bao nhiêu con. Vậy chúng ta sẽ lấy đặt hàng 130 cộng với 52. Nhớ rằng số nào có chữ số ít hơn thì chúng ta phải đặt ở dưới. Và chúng ta sẽ cộng sẽ là gì ạ? Hàng chục, hàng đơn vị với hàng đơn vị, hàng chục với hàng chục và hàng trăm với hàng trăm. Và kết quả sẽ ra là 182 con tem. Vậy thì chúng ta sẽ chỉ cần trả lời là gì ạ? Jordan has 182 stamp now. Quá đơn giản đúng không ạ? Và chúng ta sẽ làm thử một bài tập như sau. Đó chính là một bài mọi người có thể nhìn thấy là về Andy. Andy receives 131 sticker from his father. His sister gives him another 280 stickers. How many stickers does she have altogether? Chúng ta lại nhá. Lại. Andy received 131 stickers from his father. His sister gives him another 280 stickers. So how many stickers does he have altogether? Chúng ta cũng sẽ làm phép tính cộng thôi ạ. Và rất là mong mọi người có thể hiểu được bài này. Bài này đơn giản là Andy được bố cho 130 hình dán. Chị gái lại cho thêm 280 hình dán nữa. Sticker đây có nghĩa là hình dán đấy ạ. Và hỏi bạn ấy có bao nhiêu hình dán, how many altogether. Và chúng ta sẽ làm phép tính cộng và rất là mong mọi người sẽ thử tưởng tượng làm với bé. Và nếu mà đã xong rồi thì chúng ta sẽ thử sang bài số 2. Bài số 2 ở phần này chúng ta cũng sẽ nói về việc là xin kịch. There's 454 audience members watching a play in an auditorium. 73 late comers joined the audience after the first intermission. Another 19 late comers joined the audience after second intermission. So how many audience members were there in the end? Bài này khó hơn là rất nhiều bởi vì tiếng Anh sẽ có nhiều từ khó hơn. Bài này thì đơn giản là gì ạ? 445 khán giả đang xem kịch trong một cái thính phòng. Và nghỉ giữa giờ đầu tiên thì 73 người đến muộn đến ạ. Ở lần nghỉ giữa thứ hai thì có thêm 19 người đến muộn khác vào xem ạ. Hỏi có tất cả bao nhiêu khán giả. Và ở đây mọi người thử nghĩ xem chúng ta sẽ làm phép tính cộng như thế nào và cộng ra sao ạ. Và rất mong là mọi người sẽ suy nghĩ, lấy giấy của mấy bé và chúng ta sẽ xem đáp án ở phần sau. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Và chúng ta sẽ học phép tính, giải toán bằng phép tính, tính trừ. Bye!